Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 146 của bộ truyện Ngược Với Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Tất Vân bị Lưu Cẩn bắt chẹt, sợ đến mê muội, bị hai cẩm y vệ xông lên trực tiếp áp giải đi, nhưng đến một tiếng cũng không dám la lên. Trước sau trái phải của bảo tọa hoàng đế ngồi có 7-4 thứ để trang hoàng. Đó là bảo tượng Lục Đoan, Tiên Hạc, Hương Đình. Bảo tượng tượng trưng cho sự yên ổn của quốc gia và sự vững chắc của chính quyền. Lục Đoan là động vật cát tường trong truyền thuyết. Tiên Hạc tượng trưng cho sự trường thọ. Hương Đình ngụ ý giang sơn vững bền. Ngươi làm ngã Hương Đình tượng trưng cho giang sơn vững bền, còn làm rơi nắp, đó chẳng phải là đại nghịch bất đạo hay sao? Lưu Cẩn mượn cớ dọn dẹp Tất Vân, sau đó thở dốc nói với quần thần ở dưới đất. Các vị đại nhân, không phải Lưu Cẩn ta cố ý làm khó dễ các vị, ta cũng là phụng chỉ làm việc, không tìm ra người gửi thư, làm sao giao phó với hoàng thượng đây? Chẳng phải không ai đứng ra thừa nhận hay sao? Chuyện này chưa xong, không tìm ra người gửi thư thì đừng hòng có ai được đi kìa. Lúc này, cẩm y vệ Thiên Hộ Dương Ngọc vội vàng đi vào đại điện, thấy Lưu Cẩn liền chắp tay nói: "Công công, cửa cung sắp đóng lại rồi, những vị đại thần này không thể ở lại trong cung được, ngài thấy..." Lưu Cẩn vừa nói xong, đao khó tra vào vỏ, cũng không thể thả người đi, lão cắn răng một cái nói: "Hey, người gửi thư tuy chỉ có một, nhưng tìm không ra người đấy thì ai cũng là nghi phạm cả, áp giải toàn bộ vào đại lao hình bộ, lúc nào tra rõ thì lúc đó sẽ thả người." Trong cung đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gia nhân các vị đại thần đang đợi ở ngọ môn vẫn không hề hay biết tình hình. Đợi đến lúc Văn Võ Ba Quan bị áp giải ra ngọ môn, đi trên phố để đến nơi của cẩm y vệ, gia nhân của bọn họ mới biết đã xảy ra chuyện. Cẩm y vệ bắt người, ai dám can đảm ngăn cản đây? Thế là gia nhân của các vị quan viên lập tức chạy về phủ báo tin. Dọc đường đi, tin tức bị lộ ra ngoài, toàn bộ thành Bắc Kinh đều chấn động. Chu lão gia tử nắm giữ giang sơn, làm cho kinh thành giống như lâm vào khủng bố trắng. Khủng bố trắng ý chỉ những cuộc khủng bố do các thế lực phản động dùng bạo lực gây nên. Quan viên thường thượng triều vào buổi sáng, không biết buổi tối có thể về nhà được hay không. Nhưng người gặp tai ương có nhiều đi chăng nữa thì một ngày cũng là một hai người như vậy mà thôi. Giờ thì hay rồi đây, văn võ toàn triều bị đưa vào một cái nồi hấp. Ngày mai lâm triều trên kim điện chỉ còn lại lẻ loi một mình hoàng thượng. Thiên hạ này không phải sắp xong đời rồi sao? Sĩ nông công thương toàn thành Bắc Kinh nghe tin lập tức hành động. Một cuộc vận động toàn dân tự cứu rầm rộ đã bắt đầu. Lúc này bên trong Dương phủ đang dỡ bỏ linh đường, khăn trắng, quan tài, chữ cúng, phướn gọi hồn, rồi đèn trắng, núi vàng núi bạc, từng cái được gia nhân trong phủ vui vẻ dỡ bỏ đi một cách nhanh chóng. Những phiên tử phụ trách bảo hộ đã đưa tin tức lên núi. Hiện giờ trên núi chỉ có Phùng Đường trấn thủ. Đại đáng đầu Ngô Kiệt bận rộn hai ngày nay, trước mắt không có ở trên núi. Vu Vĩnh lấy danh nghĩa là nhị đáng đầu, thế nhưng lại là người làm ăn mua bán, phiêu bạt ở khắp nơi, căn bản không làm sao chờ trên núi được. Chỉ sợ tin tức sưởng đốc cập nạn, y còn không biết. Nhị đáng đầu lúc đầu là Bành Kế Tổ, lên Đắc Lộc được Dương Lăng phái đi tứ gia quân lần nữa phát huy sở trường cũ, đã không còn thuộc về nội sưởng. Đám đáng đầu mới nhậm chức nghe nói sưởng đốc chết đi sống lại, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nhưng bọn họ không quen thân với Dương Lăng, chưa được triệu kiến, cũng không dám đến cửa quấy rầy ngay lúc này. Trong phòng khách ở hậu viện Dương phủ, ba người đang dùng bữa, bên cạnh có một đám người vây quanh. Dương Lăng, chủ nhân của Dương gia đại viện, nằm giữa rừng, những ánh mắt đang nhìn chăm chú, giống như sợ người chủ tốt này bỗng nhiên bay đi mất vậy. Trùng phùng sau cuộc tuyệt tử hồi sinh, nhất định là cảm động lòng người phải không? Không hề. Gia nhân Dương phủ đứng ở cửa chờ đón tân nương, lúc đầu bọn họ nhìn thấy Lạc đại pháp sư ở ngoài cửa lớn đã phát ra tiếng hét dài, sau đấy bỗng chốc vươn người, bát mộ can thiên, tám bước đuổi ve, lao vun vút thẳng ra phía ngoài, xông qua lùm cây, tõ một tiếng biến mất trong dòng sông. Ngay sau đấy, Đường đại tiểu thư sắp vinh hạnh được trở thành quý phi nương nương đột nhiên ngã từ trên ngựa xuống,
xà vào lòng một người ăn mặc như là binh sĩ. Ngay sau đó nữa, Cao đại tiểu thư phải gà vào cửa nhà Dương gia, cũng nhào vào ôm lấy hắn. Chuỗi biến hóa này khiến cho bọn họ nhìn đến hoa cả mắt. Lúc này mới nghe được tiếng thét chói tai của Đường Nhất Tiên. Dương đại ca sống rồi, Dương đại ca còn sống. Câu hét của Đường Nhất Tiên khiến cho 6-7 gia nhân Dương phủ trên linh đường nghe đến đỏ mặt tía tai, nói năng không có đầu cuối gì cả. Đến sau cùng khi nghe rõ ràng lão gia còn sống, hơn nữa đã đến ngoài cửa phủ, Hàn Áo Nương không nói tiếng nào, nàng bỗng đứng dậy, sau đó lại quỳ ngã xuống. Chu Ngọc Tỷ Nhi và Tuyết Lý Mai hôm trước còn ôm nàng khóc lóc kể lể rằng muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, lời thề còn ở bên tai. Nào ngờ giờ lại rất không nghĩa khí, bỏ lại nàng chạy ùa ra cửa lớn. Hai vị cô nương xinh đẹp kéo tà áo vừa chạy ra sân thì phía sau vù một tiếng, bóng dáng cũng không thấy đâu, lại có một người chạy ào ra. Gia nhân hầu ở cửa lớn đã nhìn thấy rõ, lập tức thầm tán thưởng trong lòng. Chà, bát bộ căn thiên này của đại cửu lão gia của mình có khi còn hơn cả đại pháp sư Bi Lạc nhiều. Đến lúc Hàn Đấu Nương cảm thấy nhân trung hơi đau, yếu ớt tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm ở trong lòng của một nam nhân. Trước mắt là một khuôn mặt thân thiết, quen thuộc, còn có đôi mắt chứa đầy thâm tình kia nữa. Đó là tướng công, đó chính là tướng công của ta, cuối cùng ông trời đã trả lại chàng cho ta rồi. Hàn Đấu Nương ôm cổ Dương Lăng còn chưa kịp òa lên khóc to, Dương Lăng đã mỉm cười nói. Ấu Nương, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Sau khi ta có sức, lại tính sổ với nàng. Chà đạp bản thân như vậy, nhất định không chạy thoát khỏi gia pháp đâu. Vâng. Trên dưới cả phủ đều cung kính, giờ đã là uy quốc công phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân có phong phạm. Nhưng Hàn Ấu Nương bỗng chốc biến thành một cô gái nhỏ, ngoan hiền nhu mì, trả lời giống như một con mèo con. Sau đấy, nàng được Dương Lăng ôm sốc lên, trực tiếp ôm vào phòng khách hậu viện. Hàn Ấu Nương Cao Văn Tâm gần như suốt 4 ngày không có một hạt cơm vào bụng. Dương Lăng cũng đã 2 ngày ngựa không dừng vó, chỉ gặm 2 cái màn thầu cho nên không thể không ăn. Mấy chén cháo gạo bích canh, 4 đĩa dưa muối, 3 người ăn rất ngon lành. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lê Mai ăn cũng không nhiều, nhìn đến nuốt nước bọt, nhưng hiện tại các nàng thà là có thể nhìn lão gia ăn cũng không muốn rời mắt khỏi. Lần đầu tiên người trong một nhà phải sinh ly từ biệt thì chỉ nói một câu như thế đã vùi đầu ăn cơm. Bốn phía đều là những ánh mắt quyến luyến, vui mừng, ngọt ngào bao trùm lấy 3 người. Một mặc áo tang, một mặc áo cưới, đội mũ phượng, một thì người đầy bụi đất. Ăn cơm xong, 3 người đều đã có chút tinh thần. Mấy người đầy tớ vui vẻ bưng trà thơm lên cho nam nữ chủ nhân. Dương Lăng không chút kiêng kỵ ôm Hàn Ấu Nương như con chim nhỏ vào trong ngực. Cơ thể của nàng vẫn mềm mại giống như một con mèo con, vóc người đã khôi phục rất nhiều, chỉ có điều bờ mông đặt trên đùi cảm giác đã có hơi đẫy đà. Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Ấu Nương ửng đỏ, suốt 4 ngày trời như lâm vào bóng đêm hắc ám vĩnh cửu của địa ngục vậy. Giờ lại lần nữa xuất hiện niềm hạnh phúc của nàng. Nàng không muốn buông ra dù chỉ một khắc, nên cho dù ngượng ngùng nhưng lại vẫn không quan tâm đến mấy cặp mắt hâm mộ và sự tồn tại của đám hạ nhân. Nàng cứ rút vào lồng ngực của tướng công một cách nồng thắm, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, được hắn nhẹ nhàng xoa hai đầu gối đã tụ máu sưng đỏ. Đường Nhất Tiên vui mừng như bướm vần hoa, đảo qua đảo lại quanh cả nhà. Vừa nãy lúc cả nhà ăn cơm cũng chỉ có nàng ở một bên lưu díu không thôi, kể lại từng chuyện xảy ra ở trong nhà. Cả nhà đều có quá nhiều điều muốn nói, trăm mối tơ răng, lại không biết bắt đầu từ đâu, cứ như vậy mà nhìn nhau bỗng không biết nói với nhau cái gì. Có nghi vấn thì về sau có thể hỏi thêm, hiện tại bọn họ chỉ muốn nhìn cho thật kỹ người thân của mình cho thật kỹ, cảm nhận cảm giác dịu dàng ấm áp này cho thật lâu. Qua một hồi, vẫn là Hàn Ấu Nương mở miệng trước, nói với Dương Lăng bằng giọng dịu dàng. Tướng công, con của chúng ta đã ngủ, để thiếp ôm nó đến cho chàng xem. Thôi đừng. Tay của Dương Lăng nắm thật chặt, sợ nàng rời khỏi, hắn ôm nàng. Cứ để cho tiểu tử đấy ngủ trước đi, không cần nóng vội, dù sao thì nó cũng chưa nhận ra ta mà. Đường Nhất Tiên cười hì hì lên tiếng. Hay, hay cho một người làm cha, đại nhân khả ái vô cùng mà. Dương Lăng nhướng mắt nói. Thật không có quy củ gì cả, từ khả ái này có thể dùng để hình dung ta hay sao? Lần này, ngay cả Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cũng che miệng cười. Tuyết Lý Mai nhanh mồm nhanh miệng nói. Lão gia, đại nhân là đại thiếu gia nhà chúng ta kìa, không phải nói người. À ồ. Dương Lăng không khỏi bật cười. Sao lại quên mất cái tên xui xẻo do chính hoàng đế chính đức đặt cho đây? Hắn cố ý nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Hàn Ấu Nương. Khả ái sao? Khả ái hình như còn có người nhẫn tâm vứt bỏ nó, muốn theo ta xuống Cửu Tuyền kìa. May mắn là ta sớm đã đoán được sẽ có người không nghe lời, mới ngựa không dừng vó, chạy vội về kinh sư. Hàn Ấu Nương cúi đầu, yếu ớt nói. Tướng công, người ta biết sai rồi. Bốp một tiếng, một bàn tay đánh vào mông.
Biết sai thôi cũng chưa được, không đánh cho cái mông nhỏ của nàng đỏ lên như cái mông khỉ, tướng công không thể nào nguôi giận được. Trời ơi, chàng muốn chết sao? Làm ngay trước mặt cả nhà, sau này tiếp còn mặt mũi nào như người ta nữa đây. Hà Nấu Nương mặt đỏ như tấm vải son, hai tay nóng hừng hực, nàng ư lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Dương Lăng, vùi đầu vào lồng ngực của Dương Lăng, không dám lộ ra nhìn mặt người khác nữa. Lần này Dương Lăng tìm đường sống trong cái chết, cũng biết đại kiếp của mình đã qua. Như lời Trương Tiên Sư đã nói, về sau hắn có thể yên tâm ở cùng với người thân. Tâm tình biến hóa phức tạp, cảm giác lẫn lộn, đến cả bản thân hắn cũng không nói rõ được. Trùng phùng sau cơn tử biệt với người nhà, loại cảm giác thân mật khăng khít này khiến cho hắn không còn trói buộc. Chỉ có điều vừa quay đầu lại nhìn thấy Đại Cửu cũng ở đấy liền đỏ mặt. Hắn nhìn Đường Nhất Tiên mặc một bộ áo bào trạng nguyên, vừa rồi chỉ lo cùng các nàng quấn quýt, không ngừng trả lời các nàng như ta chưa chết, ta còn sống rất tốt, rồi lại quên hỏi đến cô nàng này. Lúc này hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái mà lên tiếng hỏi, mà muội mặc áo trạng nguyên làm gì vậy? Đường Nhất Tiên cười khanh khách che miệng nói, đón dâu cũng là làm trạng nguyên mà, nhưng mà hiện tại người chính chủ đã trở về, dường như đã không cần đến muội nữa rồi. Trong tiếng Trung Hoa, tiểu đăng khoa có nghĩa là đón dâu, mà đăng khoa lại có nghĩa là thi đỗ đạt. Dương Lăng đảo mắt nhìn về phía Cao Văn Tâm, Cao Văn Tâm lập tức mất tự nhiên, vẻ mặt đỏ au, hai tay không biết nên đưa đi đâu, chốc lát lại ve tà áo, chốc lát lại sờ lên ghế, ánh mắt căn bản không dám đối diện với hắn. Dương Lăng thầm giật mình, ngây ngốc nhìn nàng một hồi lâu, trong lòng chỉ cảm động. Cao Văn Tâm, một vị cô nương tốt, bất kể mình sống hay chết, nàng đều thực hiện lời hứa yêu đương với mình. Hiện tại, tâm bệnh duy nhất trong lòng đã mất, về sau nhất định phải đối xử tốt với người hồng nhan tri kỷ này, để bù đắp cho tấm thâm tình như biển lớn của nàng dành cho mình. Ánh mắt ướt át của hắn rất lâu sau mới mất đi, sau đấy lại nhẹ nhàng cười lên, nhẹ giọng mà nói, Văn Tâm. À. Cao Văn Tâm nghe hắn gọi mình, ngẩng đầu dậy theo bản năng, nhìn hắn một cái, rồi lại cuống quýt đưa ánh mắt đi khỏi. Hình như chuyện lúc trước chúng ta có đánh cược, không giống với cách cô nương làm hôm nay phải không? Cao Văn Tâm mặt lập tức đỏ au như quả liệu, cúi đầu lý nhí nửa ngày không nói. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, dũng cảm mà nói, không phải ngài đã trở về rồi sao, cho nên thiếp không có làm sai. Trong mắt của Đường Nhất Tiên xoay tít, chẳng những Tuyết Lý Mai, Ngọc Đường Xuân, mà ngay cả Hà Đấu Nương trong lồng ngực của hắn cũng dựng tai lên. Các nàng ngửi được mùi hương của âm mưu đâu đây? Nữ nhân mà, mặc kệ là nữ nhân như thế nào, hiếu kỳ trung quy vẫn là tính cách của các nàng. Lúc nữ hoa tạo người thì đã đặt một dấu ấn bắt quái vào người của các nàng. Không hỏi ra được gì từ miệng của Dương Lăng, ba người vây Cao Văn Tâm đáng thương vào giữa, bắt đầu bức cung nàng. Nhân lúc ba nữ nhân trợn tròn mắt truy hỏi Cao Văn Tâm rằng hai người đã đánh cuộc cái gì, Dương Lăng lặng lẽ kéo tay Ấu Nương quay về tổ của mình. Vẫn là bộ y phục gió bụi dặm trường đấy, chưa kịp thay ra liền trở về phòng ngủ. Vũ em đã lui ra ngoài, hai vợ chồng ngồi xổm bên cạnh chiếc nôi của trẻ em, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cách một tay vịn, nhìn tiểu bảo bối đang ngủ bên trong một cách ngọt ngào. Lúc bấy giờ vẫn chưa có tập quán làm giường cũi, cái này là thứ Dương Lăng từng nói với Âu Nương lúc sắp rời kinh, còn treo ở trên mấy cái chuông cùng đồ chơi. Lúc đứa bé chào đời, mấy thứ này đã chuẩn bị xong xuôi đặt trong phòng ngủ. Đã hơn 2 tháng, một tên tiểu mập mạp, hai má phúng phính, đôi chân ngắn nhỏ nhắn rắn chắc to như củ sen, nghịch ngợm đạp tung chăn, cái tã cũng đã bị đá văng theo. Nữ nhân là họa thủy, nam nhân là họa căn. Tiểu bảo bảo để lộ ra chú chim nhỏ khiến những kẻ như Lưu Cẩn nhìn thấy nhất định sẽ vừa ghen ghét vừa ao ước. Ấu Nương sợ cậu cảm lạnh, vội vàng đắp lại chăn cho. Dương Lăng nhẹ nhàng ngăn lại, vừa dùng bàn tay ấm áp của hắn khẽ vuốt lên đôi chân rắn chắc bóng loáng của đứa bé, vừa dịu dàng nói, lúc rảnh rỗi không có việc gì, vuốt ve cơ thể nhiều hơn thì cục cưng sẽ cảm thấy rất là thoải mái, còn có thể làm tăng tình cảm mẹ con nữa kìa. Hàn Ấu Nương tôn kính nhìn hắn nói, tướng công quả thật là hiểu rộng. Còn phải nói sao, ta từng kiêm nhiệm chức chủ tịch công hội 2 tháng kia mà. Dương Lăng thầm nói trong bụng một câu. Đứa bé ôm đầu ngủ say, khi phát hiện cậu ngủ rất ngoan, hơn nữa cũng không cào mặt, Ấu Nương liền buông tay chân của cậu ra. Lúc không ngủ nữa thì buộc cậu lại thẳng tắp. Người làm mẹ thật không nhẫn tâm, xem ra cách mà mấy bà thím trong thôn nói cũng không phù hợp dùng cho từng đứa bé khác nhau. Đứa bé đã thức dậy, mở to đôi mắt long lanh, thế nhưng lại không khóc. Mắt mũi ngũ quan của cậu rất là đẹp, ngũ quan trông giống với Ấu Nương nhiều hơn, làn da cũng giống mẹ, mang theo chút ngăm đen khỏe mạnh, con trai giống mẹ quả thật không nói ngoa. Vì lúc nhỏ Ấu Nương có luyện võ, cơ thể rắn chắc, lại có vị nữ thần y Cao Văn Tâm kia tỉ mỉ chăm sóc, nên cơ thể của cậu rắn chắc hơn nhiều so với những đứa trẻ 2 tháng cùng lứa khác.
Ánh mắt sáng long lanh của cục cưng không biết đang nhìn cái gì, không xác định mục tiêu. Đôi mi nhỏ nhíu lại, đôi môi chu ra thổi một chút bong bóng nước bọt, vẫn đang cố gắng làm thêm. Với bộ dáng dường như đang trầm tư, Dương Lăng không khỏi khen ngợi. Vậy mới được chứ, con trai của ta có khí chất của triết học gia. Dương Lăng vừa khen xong, tiểu tử kia đã cử động, chân đá loạn hai cái, một cái đạp lên thành giường cũi, chân đạp rất có lực, cơ thể liền nghiêng qua. Chú chim nhỏ run run, một dòng nước tiểu đồng tử lại khéo léo bắn qua khe hở của cái giường cũi, văng thẳng lên mặt của Dương Lăng. Rất tốt, rất mạnh mẽ, một giọt cũng không lãng phí. Trên giường không ngờ lại không dính một giọt. Tiểu tử xả xong nước tiểu, mừng rỡ đạp đạp đôi chân nhỏ giống như củ sen của mình, bi bô hai tiếng, rồi ợ một cách lười biếng. Hàn Ấu Nương che miệng cười khanh khách, đứng dậy đắp chăn cho con trai mình. Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu, ngồi xổm trên đất. Một lúc lâu sau, hắn mới lau mặt nói: Dương đại nhân, ngài tiểu tử ngài đây cũng là quá ngang bướng rồi. Đây là đón gió tẩy trần cho cha ngài đây sao? Đúng lúc này, ngoài cửa có một chàng tiếng bước chân rầm rập, giọng nói của Hàn Uy gấp gáp vọng vào: Muội phu, trong kinh thành đã xảy ra chuyện lớn rồi. Dương Lăng giật mình, vội vàng đứng dậy. Dọc đường hắn nghĩ phải nhanh chóng về nhà, trong nhà ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện lớn gì. Thấy trong nhà không có chuyện gì, hắn mới yên lòng, cũng nghĩ phải lập tức vào kinh gặp hoàng thượng. Đến Uy Quốc Công hoàng thượng cũng đã phong, không thể ở nhà giả chết được, chỉ là do trong nhà rối rắm phức tạp. Trên thực tế, hiện tại hắn về đến nhà tổng cộng vẫn chưa đến một canh giờ, chuyện này cũng không để ý. Hiện tại vừa nghe giọng nói lo lắng của Hàn Uy, hắn cũng kịp lau mặt, vội vàng chạy ra hỏi: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Uy thấp giọng nói: Hôm nay trên Kim Điện không biết có ai để lại mật thư nặc danh buộc tội Lưu Cấn. Vì không tìm thấy người đưa thư nên văn võ ba quan trong triều, ngoại trừ Lục Bộ Cửu Khanh và đại thần của Đô Sắt Viện, đều đã bị Lưu Công Công bắt gọn hết rồi. Hiện Cẩm Y Vệ đang đưa người vào đại lao hình bộ kìa. Bách tính kinh sư nghe nói liền ở Mỹ lên, thương nhân thì dẹp chợ, học sinh bỏ học. Người của Hàn Lâm Viện và Thái Học Viện cổ động bách tính bao vây Cẩm Y Vệ, đang áp giải văn võ bá quan, chặn đến nỗi đường sáng nghẹt cứng. Quan sai của hình bộ vừa mới đến thông chi cho ta, muốn ta lập tức trở về. Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi lập tức nói: Đi, trở về phải gặp mặt hoàng thượng một phen, ta sẽ đi cùng với huynh. Hai người vội vàng đến nhà trước, gọi bọn thị vệ Ngũ Hán Siêu phi ngựa thật nhanh đi thẳng về phía kinh thành. Chuyện này là người nào chỉnh Lưu Cẩn đây? Hiện tại Lưu Cẩn thanh thế rất mạnh, nghiêm nhiên là dưới một người trên vạn người, là người số một kinh thành rồi. Một phái Thanh Lưu bị lão ta trị cho hoa rơi nước chảy, thế lực của Đô Sắt Viện thì bị lão ta đoạt đi hơn phân nửa, vẫn còn có người dám lên giọng đối nghịch với lão ta sao? Đây chẳng phải không khác gì thủ pháp lúc đầu của ta bảo Tiền Linh làm tư liệu trị Thọ Linh Hầu Trương Hạc Linh đó sao? Dương Lăng vừa phóng ngựa nhanh như bay, vừa suy nghĩ như chớp, căn cứ theo tin tức mình nắm giữ mà nhanh chóng phân tích tình thế ở trong thành. Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn. Không phải là Vận Nhi biết tin ta chết mới sai người làm đấy chứ? Không, tin tức của nàng hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Ngày thứ ba ta đã rời núi, dọc đường hồi kinh một khắc cũng không dừng. Tin ta chết đến tay của nàng, rồi lại phái người vào kinh, vậy phải mất bao nhiêu ngày đây? Hóa ra ngày hôm đấy, Dương Lăng đi ngang qua vách kê quan, nhìn cảnh tượng bên khe, cây cỏ nghiêng ngả, bỗng nhiên phát giác ra trên sườn dốc có một chút dấu vết bị đập vỡ thành từng đoạn. Tuy không nhiều, nhưng ở một nơi cây cỏ nguyên sơ, hàng năm lại không có ai qua lại. Nếu như lưu ý nhìn thì có thể thấy được một chút, thành ra sẽ cẩn thận hơn. Dương Lăng liền ra lệnh cho đội quân ngừng đi tới. Sau khi ra mệnh lệnh cho vệ đội nghỉ ngơi tại chỗ, Dương Lăng nhân cơ hội quan sát tình hình xung quanh. Trên dãy kê quan thời thượng cổ có thể vốn có một hang động lớn, do động đất mãnh liệt hoặc do vỏ trái đất thay đổi, phân nửa đã sập xuống, chỉ để lại một vách núi và một dãy liên miên những vách núi trông như mái hiên vậy. Vách núi trải qua ngàn vạn năm phong hóa, tuy đã không còn hình dáng dung nham bóng loáng, nhưng vẫn là dốc đứng khó bám. Nhân lúc bốn phía là binh sĩ sinh hoạt tán loạn, Dương Lăng xuống sông quan sát một hồi. Vì Thác Bạt Yên Nhiên chỉ cần đặt một ít thuốc nổ, lợi dụng chấn động do sức nổ gây ra khiến cho đỉnh núi sụp xuống, cho nên đá trên vách rơi xuống cũng không nhiều. Đá vụn trực tiếp rơi xuống lại được cơn mưa rào tới, căn bản không nhìn ra sơ hở gì. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn lên vách núi nặng nề kia, vượn cũng không thể leo tới, huống hồ vách núi như một cái khe úp ngược, không thể có người leo lên được. Chẳng lẽ là do lúc người hành hương nghỉ chân làm cái hay sao? Dương Lăng đi qua rừng trúc đối diện, đi ngoài một chút, vì không có phát hiện gì nên lòng nghi ngờ của hắn cũng dần giảm đi. Thế nhưng một khi một người đã nổi lên sự nghi ngờ đối với một sự việc thì sẽ nhớ đến chuyện lúc bình thường, sẽ bỏ qua. Dương Lăng nghĩ đến lúc đi Phúc Kiến,
Nếu như Hà Tham tướng mai phục trên đường không phải là người mình, lần mai phục đấy mình tất chết không thể nghi ngờ. Lúc đấy vẫn chưa ngờ rằng quan viên Phúc Kiến sẽ xuống tay với mình như vậy. Chuyến này đến Tứ Xuyên đắc tội càng nhiều người hơn. Dư Nghiệt đô trưởng Man bỏ trốn, thế lực dưới trướng của Chu Nhượng Cận, những kẻ này đều có mối thù khó giải với mình. Trên đường có giở trò hay không đây? Thậm chí hắn còn nghĩ tới Thác Bạt Yên Nhiên. Lúc đưa tiễn ở sân khẩu, khi cô ta xoay người, trên thắt lưng còn lộ ra cặp uyên ương xinh đẹp. Trong thư của hai người, cô và Chu Nhượng Cận yêu nhau thắm thiết. Cho dù là biết người mình yêu là kẻ âm hiểm giả dối, trong lòng đã không còn tình yêu, nhưng cũng sẽ không tìm niềm vui mới khác nhanh như vậy. Còn chiếc khăn uyên ương sát bên hông cô ta là sao đây? Cẩn thận thì sẽ lái thuyền được vạn năm. Rất nhiều nghi hoặc lóe lên ở trong đầu. Dương Lăng không khỏi cẩn thận suy xét, thiết tưởng ra đủ thứ khả năng như mai phục hay ném đá sao. Đỉnh dốc như cái vòm, người ở dưới vòm đứng trên đỉnh không làm bị thương được ai. Còn phục binh sao? Con đường này tuy được quan phủ tu sửa, nhưng chỗ rộng nhất cũng chỉ có thể cho hai xe đi song hành. Bảy hàng binh sĩ tiến lên, phía trước là tên nhọn đột ngột bắn ra, có thể gây sát thương được cho mấy người đây. Không phải là lấp đá muốn thủy yêm thất quân đấy chứ? Nghĩ đến đây, bản thân Dương Lăng cũng nhịn không nổi được mà bật cười. Đường mở ra dưới núi, bên cạnh là khe suối, rừng cây đối diện có thể càng thấp hơn nữa. Nếu như chữ nước xả xuống như lũ, nước chưa đến đây đã chuyển hướng chảy vào rừng rồi, nên cũng không có khả năng. Mang theo một chút nghi ngờ theo bản năng, Dương Lăng phải mấy tên thân binh lên núi tìm kiếm, xem có phải có người động tay động chân gì hay không. Tướng lĩnh lãnh binh Lư Thiên Hộ do Lý Sâm phái đi, thấy đoàn xe thương nhân đi ngang qua đều đi sang gặp mặt. Đại nhân lại chậm chạp không hạ lệnh khởi hành, liền đích thân thỉnh cầu, chắp tay lên tiếng. Khâm sai đại nhân, đại quân nghỉ ngơi cũng khá khá rồi, hiện tại có phải chúng ta nên xuất phát rồi hay không? Đi muộn sợ đến tối cũng không đến trấn gian khẩu được, thì chỉ có thể qua đêm trong núi mà thôi. Dương Lăng nói, Lư Thiên Hộ chờ cho một chút đi, thân binh của ta lên núi thăm dò một chút, đợi bọn họ xuống núi rồi chúng ta sẽ tiếp tục cũng không muộn, cứ để cho mọi người nghỉ ngơi thêm một hồi đi. Lư Thiên Hộ ngạc nhiên nói, sao lên núi ư? Sau đó y ngẩng đầu nhìn núi ngập ngừng lên tiếng, đỉnh núi này trơ trọi không có gì cả, lên núi làm gì? Dương Lăng chỉ vào đám cỏ siêu vẹo ven đường nói với y, chỉ có điều đám cỏ đã bị các binh sĩ dẫm đạp một hồi, hoàn toàn không còn hình dạng, cũng không nhìn ra được có gì kỳ lạ. Nghe xong sự nghi hoặc của Dương Lăng, Lư Thiên Hộ không khỏi bật cười, chắp tay nói với Dương Lăng, có lẽ gần đây đại nhân vừa đánh trận vừa thẩm vấn, tập trung tinh thần quá độ nên sinh ra lòng nghi ngờ. Sườn núi cổ ngàn năm này thi thoảng chỉ có những mảnh vỡ phong hóa rơi xuống, khiến cho hoa cỏ siêu vẹo cũng không đáng ngạc nhiên đâu. Huống hồ lại có khách thương nhân ngừng lại lấy nước rửa mặt hay gì gì đấy, vì thế cũng không có gì kỳ lạ. Đại nhân xem sườn núi này, leo lên từ phía bên kia thì lại không thành vấn đề. Nhưng đỉnh núi này giống như mái hiên vậy, chúng ta trú ở dưới, có kẻ xấu đứng bên trên thì có thể làm gì? Chưa kể, bảo hộ đại nhân là trách nhiệm của hạ quan. Lúc khởi hành, Lý Sâm đại nhân 3 lần 4 lượt căn dặn, không tiếc bất cứ một cái giá nào, cũng phải bảo đảm sự an toàn của đại nhân kìa. Đại nhân đã thấp thỏm lo âu như vậy, thì như vậy đi. Một lát đại nhân dẫn thân binh đi xuyên qua rừng trúc, hạ quan sẽ dẫn đội xe nghi trưởng đi đường lớn. Chúng ta đi qua khỏi hiểm địa đỉnh kê quan này, rồi lại hội hợp với nhau, cứ thế mà đi. Hiện tại, mặt trời đã hơi lệch rồi, đang chiếu trên con đường. Cuối thu nắng gắt chiếu vào người, đại nhân đi trong rừng trúc, vừa mát mẻ, lại có thể thưởng thức phong cảnh được. Chúng ta đi cách nhau một dòng suối nhỏ, nếu như có người mai phục, chúng ta có thể hô ứng chi viện lẫn nhau. Đến lúc đi qua 2 dặm đường hiểm này, chúng ta sẽ lại hội hợp. Dương Lăng nghe y nói đến xúc động, lại giống như mình thần hồn nát thần tính, hơi có chút ngại ngùng. Hơn nữa, Lư Thiên Hộ là tướng lĩnh bản địa, hẳn là đã quen thuộc với tình hình hơn mình. Hắn đang định từ chối ý tốt của Lư Thiên Hộ thì Lưu Đại Bồng Chủy ở bên cạnh liếm môi dày lên tiếng, đại soái, thuộc hạ cảm thấy Lư Thiên Hộ nói có lý, chúng ta đi trong rừng trúc vừa mát lại vừa nhanh, ngài xem binh của chúng ta đều là tử kinh sư tới cả, đi đường núi không bằng binh đất xuyên, hiện tại đều là đầu đầy mồ hôi cả, tiến vào rừng không phải phơi mình dưới ánh mặt trời, sau khi vượt qua sườn núi này, ngọn núi phía trước kia không phải đã chuyển hướng rồi sao? Ánh nắng không thể trực tiếp chiếu vào chúng ta nữa rồi. Dương Lăng vẫn rất luôn thân cận với tùy tùng thuộc hạ, bằng không Lưu Đại Bồng Chủy cũng không dám mở miệng kể khổ với đại soái như vậy. Dương Lăng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng luôn. Bởi vì nếu hắn không đi, thân binh của hắn có đi mệt có nóng đi chăng nữa cũng sẽ không rời hắn nửa bước. Đợi Ngô Hán Siêu dẫn người từ chân núi xuống, trên đỉnh núi không phát hiện gì khác thường, điều này khiến mọi người càng yên tâm hơn. Sự nghi ngờ trong lòng của Dương Lăng cũng mất đi 8 thành, chỉ cho là mình đang nghi.
nhưng đã đáp ứng với Lư Thiên Hộ và Đại Bổng Trùy, giờ phút này có sửa miệng cũng không khỏi suy nghĩ. Thế là hắn vẫn theo đề nghị của Lư Thiên Hộ, chia binh hai đường. Lúc Lư Thiên Hộ hạ lệnh cho đội quân tập hợp, các binh sĩ đều lộn xộn chạy ra ngoài. Dương Lăng và 300 thân binh của hắn thì không đi ra từ trong rừng, mà vì muốn ổn thỏa, Lư Thiên Hộ còn để lại cho hắn 200 người, chia làm 3 đội, phân biệt bảo vệ ở phía trước, phía sau của thân quân Dương Lăng và ở trong rừng rậm phòng ngừa vạn nhất. Hai đội nhân mã cùng tiến về phía trước, cách con suối và rừng trúc. Mắt thấy đội phía trước sắp đi ra khỏi vách kê quan, Dương Lăng cũng cảm thấy ý nghĩ kỳ quái lúc nãy của mình quả thật quá mức cẩn thận. Nếu cứ theo ý mình ở tại chỗ chần chừ, lương thực mang theo của hơn 2.000 nhân mã không nhiều, thế thì sẽ phải đói bụng ở trong núi rồi. Đúng lúc này có mấy tiếng nổ mạnh vang lên như sấm rền, sau đấy một loạt tiếng ầm ầm, toàn bộ núi đá sập xuống. Những hòn đá lớn nhỏ rơi xuống, có mấy tảng đá rơi xuống giống như heo rừng băng rừng xông thẳng tới. Những cây trúc bị đụng gãy răng rắc ngã rạp xuống. Trong rừng ai nấy đều sợ hãi. Đám người Ngũ Hán Siêu kéo Dương Lăng vội vàng chạy vào sâu trong rừng, rồi lại lui ra thêm hơn 10 trượng nữa. Lúc này bụi đất che trời phủ đất cũng cuốn đến sộc vào cả hai mắt. Sau khi mùi vị nồng đậm sặc người dần nhạt đi, Dương Lăng và đội thân binh của hắn toàn bộ đều trở thành bức tượng, sững sờ đứng ở trong rừng, ngạc nhiên nhìn về phía nơi vốn dĩ là vách núi hiểm trở dốc đứng cao vút, không thốt lên được lời nào. Chỉ trong khoảnh khắc đấy, vách núi nghi nga cao vút kia đã biến thành một ngọn núi thấp. Nơi vốn dĩ là một con đường đã biến thành một bộ phận của ngọn núi. Trong bụi đất tung bay, 2.000 đại quân không thấy đâu nữa. Hơn nữa, cả con đường và dòng nước cũng không thấy đâu nữa. Hai tay của Dương Lăng đều run lên. Thuốc nổ, nhất định là thuốc nổ. Thời đại này lại có người nghĩ ra lợi dụng thuốc nổ mà triều đình quản chế cực nghiêm để phá núi sao? Là kẻ nào? Tại đỉnh núi Ngô An Siêu đã điều tra, nếu không có đặt thuốc nổ thì ắt là đặt trong vách núi. Hơn nữa điểm nổ, lượng thuốc nổ tuyệt đối không ít. Vách núi đó chân láng khó bám, hiểm trở vô cùng, căn bản không tưởng tượng ra được phải như thế nào mới có thể leo lên. Vậy cần phải có bao nhiêu nhân lực, vật lực và thời gian, hơn nữa còn không để cho người hành hương chú ý mới có thể đặt được nhiều điểm nổ như vậy, đặt được lượng thuốc đủ nhiều, đánh sập được cả ngọn núi đây. 2.000 người đấy là ai ác độc như vậy đây? Nếu không phải do Đại Bổng Trùy ỷ được sủng ái muốn đi con đường thoải mái, khiến mình bị Lư Thiên Hộ khuyên đến hồi tâm chuyển ý, thì 500 người này cũng sẽ toàn bộ bị chôn sống. Hiện tại một người sống cũng không thể nào còn. Ở dưới nơi hiểm yếu như thế, lấy sức người, uy thế trở long đất lở như thế, ai có thể ngăn cản được đây? Ánh mắt của Dương Lăng đỏ lên, hắn đang muốn chạy ra tìm hiểu thì những thám tử dò đường phía trước lại chạy như bay trở về. Nó nhìn thấy ở trong khu rừng đằng xa ùa ra rất nhiều người mặc quần áo của bách tính bản địa, tay cầm cương đao, men theo con đường núi và con suối đang mạnh mẽ xông về phía này. Ngô Hán Siêu kinh hãi hỏi: có bao nhiêu nhân mã vậy? Thám tử đấy lắc đầu nói: nhìn không ra, thế nhưng số lượng nhân mã nhất định là vượt qua chúng ta kìa. Lúc này thám tử Đoạn Hậu đã đưa đến tin tức tương tự. Ngô Hán Siêu nhận được tin tức này, căn bản không dám thăm dò tin tức nữa, lập tức bất chấp Dương Lăng đang dãy giụa như con hổ điên, cùng Lưu Đại Bổng Trùy kẹp hắn đi. Hơn 200 người vội vã lui vào trong rừng sâu thẳm. Nhìn tình hình này, kẻ địch rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nếu sau khi mình lục soát núi, kẻ địch lại phái thám tử trở về đỉnh núi dò la, vậy thì đội ngũ ẩn nấp trong rừng trúc chỉ sợ cũng khó che giấu tung tích được, sẽ bị người trên đỉnh núi nhìn thấy. Phục binh hai bên vô số, lúc này tình hình chưa rõ, thượng sách chỉ có chạy đi, lưu lại núi xanh, chuyện về sau cứ từ từ mà tính, còn sống mới có cơ hội. Ngô Hán Siêu không phân biệt được nam bắc đông tây, gặp đầm lầy, vũng nước, dây leo của rừng rậm nguyên thủy chặn đường, liền đi đường vòng. Người Ba Vượng phái ra tìm kiếm người sống, quả nhiên không phát hiện tung tích của bọn họ. Cuối cùng ngay cả bản thân bọn họ cũng không tìm ra được mình đang ở nơi nào, vì bọn họ đã lạc đường. Lúc này trời đã tối, chỉ có trời sáng mới nghĩ cách đi ra được. Đám minh sĩ đã bắt được chút dã thú, nhóm lửa nướng chiến ngay trong rừng để lấp đầy bụng. Núi cao rừng thẳm, đại thụ che trời, đến ánh mặt trời cũng khó mà xuyên qua được rừng rậm nguyên thủy này được, cho nên ban đêm nhóm lửa cũng không sợ bị người ở ngoài trăm trượng nhìn thấy. Những người này vừa lăn vừa bò, toàn bộ đã thành đám tiểu quỷ dơ bẩn. Trong lòng Dương Lăng khổ sở, ăn không vào chút nào. Hắn biết rằng nếu như tất cả do hắn làm chủ, chẳng qua cũng chỉ giúp cho đại quân sống thêm canh giờ nữa mà thôi. Vách núi dựng đứng đấy, có lấy dây thừng leo lên cũng không biết phải bám từ đâu mà mượn lực leo lên được. Hơn nữa không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Nào có chủ soái hoang đường đến mức nhìn thấy bên đường có đoạn đường có cành cây gãy, thế là bèn lệnh cho đại quân quay về đây. Nhưng nếu như ta cẩn thận hơn một chút, nghi nhiều hơn một chút, ít nhất có thể chia đội ngũ thành mấy tổ, từng đội mà đi qua,
nói cho cùng vẫn là khinh địch. Lời nói đó của Lư Thiên Hộ đã làm sự nghi ngờ của hắn tan biến. Nếu không có đại bổng chùy, Dương Lăng dùng mình một cái, đảo mắt xung quanh, đám binh sĩ thê thảm tiêu điều, trông giống như cô hồn vậy. Màn đêm buông xuống, Dương Lăng chằn chọc khó ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, bóng hình của Thác Bạt Yên Nhiên cứ quanh quẩn trước mắt, không chịu rời đi. Bóng hình chờ dưới cây phong ở chân núi, khăn yêu nương trên hông bay theo gió, lúc uống rượu, ánh mắt quyến rũ như rượu tinh chất vậy. Thác Bạt Yên Nhiên khả nghi, muốn kiếm được nhiều hỏa dược như vậy, xuất ra nhiều nhân lực như thế, làm được đại sự này, nàng có năng lực. Nhưng vì sao cô ta phải làm vậy đây? Cô ta chỉ là hồng nhan chi kỷ của Chu Nhượng Cận mà thôi. Hơn nữa, sự thật chứng minh Chu Nhượng Cận lừa gạt nàng rất nhiều chuyện. Với tính tình của cô ta, không phải áo bỏ đi cũng không tệ rồi. Cô ta có mạo hiểm đặt bẫy vùi chết cơm sai đâu. Vì tình ngư, cô ta ngu ngốc vậy sao? Còn mang tình cảm thắm thiết với Chu Nhượng Cận hay sao? Nếu như nói ra thì có ba thế lực khác đem so với cô ta thì càng có lý do giết mình hơn nhiều. Hơn nữa, cũng có đủ nhân lực và tài lực như vậy. Một là dương nghiệt của Đô Trưởng Man, trong rừng sâu núi thẳm, khó đảm bảo là sẽ không mất đi một hai thôn chạy nhỏ, lại thêm người Man chạy trốn khắp nơi. Nếu như tụ hợp lại với tập quán sống trên vách đá của bọn họ, về kỹ thuật hay nhân lực đều làm được, chỉ có hỏa dược là không dễ kiếm. Vì mối thù vong tộc, lý do này đã đủ rồi. Thế lực thứ hai chính là đám dư đảng của Chu Nhượng Cận, nghe phong thanh chạy trốn. Nếu như bọn họ có lá gan dám trả thù mình, thì vấn đề hỏa dược không khó để giải quyết. Dương Lăng nhớ ra số hỏa dược Chu Nhượng Cận lừa được từ vệ sở. Chút hỏa dược đấy không đủ để trang bị cho quân đội, dùng để nổ tung một ngọn núi cũng không đủ. Hiển nhiên là gã đã tự mình chế tạo hỏa dược. Đừng nói là người trong giang hồ không kể nghĩa khí, người tận nghĩa vì chủ vẫn có. Với những nhân tài Chu Nhượng Cận có, tuyệt đối không thể toàn bộ đều là kẻ tài trí tầm thường. Thế lực thứ ba, nghĩ đến đây trong lòng Dương Lăng nguội lạnh. Trải qua chuyện Chu Nhượng Cận, giờ hắn đã không còn tin phẩm chất của người khác qua hai mắt mình như thế nào nữa. Chuyện Chu Nhượng Cận tạo phản, giờ chỉ có bản thân hắn và Chu Nhượng Hủ nghe chính miệng gã nói trước khi chết. Tuy nói lúc bấy giờ mình còn bày mưu tính kế, không nhắc đến y trong tấu chương, khiến cho y cảm kích đến dư lệ, nhưng làm sao biết đi sau này sẽ không đây. Càng nghĩ hắn càng sợ. Mình nắm chuôi trong tay, Thục Vương y bị mình nắm lấy cổ, muốn gỉ xuống thì gỉ xuống. Vị Thục Vương tân nhậm này, nếu như không cam lòng bị người ta khống chế, vậy liệu có làm cái trò gì không đây? Bất luận người khác làm cái gì, y có thể làm tay sai cho kẻ địch là quá mức rồi. Vừa nghĩ đến đây, đâu đâu cũng toàn là sát khí, đưa mắt nhìn trên dưới Ba Thục, không thể tiếp tục tin một ai được nữa. Vì một lần sơ suất của ta đã chôn vùi tính mạng của 2.000 người, ta tuyệt đối không thể, mãi mãi không thể khinh suất lần thứ hai. Ngày hôm sau, lại nổi lên cơn mưa như chút nước. Cơn mưa to khiến công tác cứu viện của đám người Chu Nhượng Hủ trở nên khó khăn. Đám người Dương Lăng trong rừng núi cũng gặp phải khó khăn tương tự. Lũ to bất ngờ khiến cho bọn họ càng khó tìm được đường trở về. Mãi đến sáng sớm ngày thứ ba mới vô tình đi đến một tiểu trại trong thâm sơn. Sau khi tốn một số tiền lớn để thuê một thợ săn dẫn đường, bọn họ đi một mạch ra khỏi núi, trực tiếp chạy về phía Tam Tần đại địa. Dương Lăng không phải là người mới chân ướt chân ráo bước vào quan trường. Hắn biết nếu như có một thế lực muốn dồn hắn vào chỗ chết, một lần không thành nhất định còn có một lần nữa. Hiện tại hắn không có thời gian để đi tìm cho ra hung thủ, cũng không tìm được trợ thủ đáng tin cậy, chỉ có nhanh chóng rời khỏi nơi này, cái nơi nguy hiểm này mà thôi. Nếu như hung thủ đã chịu chơi một trận lớn như vậy, mất nhiều tâm huyết như vậy, nhất định là tình thế bất đắc dĩ. Nếu biết hắn còn sống, tất cả các kiểu đuổi giết ám toán ắt không ngừng, nên chỉ có thể đi nhanh, đi thật nhanh, mãi mãi bỏ lại kẻ địch ở đằng sau. Như vậy có hung hiểm có lợi hại đi chăng nữa cũng mất đi tác dụng. Đợi khi mình chạy trốn được rồi, tìm được đối thủ mới có thể đổi thủ làm công. Huống hồ hắn có hai lý do không đi không được: trong nhà và thành khởi vận. Hắn đã mất 3 ngày mới rời khỏi vùng núi. Một đám khỉ lấm bùn mò đến một huyện nhỏ, kiếm được mấy mươi con ngựa tồi. Có tên thị vệ đến lừa hay la cũng cưỡi chật vật chạy đến đại thành. Những thị vệ còn lại đành phải chậm rãi đi bộ mà thôi. Đến nơi tiếp tục đi thay ngựa tốt, Dương Lăng phái một đám người liên hệ với phiên tử địa phương. Đồng thời còn có mấy mươi người đích thân chạy về Chiết Giang báo cáo tin tức, để thành khởi vận khỏi phải ra cái uy của nữ nhân. Còn bản thân hắn thì chạy về kinh sư, ngựa không dừng vó. Khoái dịch sao? Khoái dịch nhanh hơn đại uyển lương câu có được từ trong tay phú hào địa phương của hắn hay sao? Hắn đã chủ động thông chi cho dịch trạm địa phương, chỉ có điều dịch tốt báo tin không có ai là thân cận của Thục Vương Thế Tử, dùng vàng bạc làm roi sẽ không sống chết mà đi, căn bản không nhanh bằng hắn được. Dương Lăng chỉ lo rằng hung tin sẽ về đến kinh sư trước hắn, ấu nương sẽ làm chuyện ngu ngốc, nào còn có thể chậm rãi mà đi. Vào đến khu vực an toàn,
hắn để nguyên y phục mà ngủ, dựa vào ngựa mà ngủ. Chạy gấp gáp như vậy quả là lần đầu tiên trong cuộc đời. Nào ngờ vừa về đến cửa nhà, không thấy xác chết thì thôi, còn nhìn thấy một chiếc kiệu hoa. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Lăng cảm thấy ấm áp. Nhìn từ đầu đến đuôi, xem ra động tác của Thành Khởi Vận sẽ không nhanh hơn mình. Cho dù Thành Khởi Vận có tai mắt khác, nhận được tin tức mình chết có lẽ cũng sau 1-2 ngày như trong cung, hẳn là nàng vẫn chưa kịp làm chuyện gì. Đợi đến lúc nàng mở túi gấm chuẩn bị hành động, tin tức mình chết đi sống lại có lẽ đã chuyển đến. Mật thư trong túi gấm kỳ thực chính là an bài hậu sự của hắn, an bài đối với gia đình, đối với triều chính. Những chuyện này trước đây hắn không tìm được người thích hợp để thực hiện. Từ lúc hắn bắt đầu tuyệt đối tin tưởng Thành Khởi Vận, hắn đã bắt đầu chủ tính, cũng đã bắt đầu bố trí. An bài gia thất của mình đã có chút thay đổi trong kế hoạch gần nhất. Có sự tin cậy và ân sủng của hoàng đế đối với nghĩa muội Đường Nhất Tiên, ít nhất có thể đảm bảo uy võ hầu phủ đã trở nên vô hại, không bị xâm phạm. Điều hắn lo lắng chính là kế hoạch thay đổi vận mệnh Trung Quốc cùng với công cụ đắc lực của hắn từng dùng để thực hiện kế hoạch này, đó là nội sưởng. Nội sưởng hiện tại rút cuộc nắm giữ sức mạnh khổng lồ cỡ nào không ai hiểu rõ hơn hắn. Một cơ cấu đặc vụ vượt trên cả pháp luật, thậm chí ngay cả Đông sưởng, Tây sưởng và Cẩm y vệ đều trở thành tổ chức bên ngoài của nó. Đồng thời, nó hoàn toàn không cần thông qua tiền quỹ khổng lồ của hộ bộ và nội khố cung cấp. Trong quá trình vận chuyển, buôn bán chẳng những tổ chức tình báo rộng khắp thiên hạ mà còn thông qua cùng chung lợi ích, khiến cho một lượng lớn tinh anh trong giai cấp sĩ nông công thương làm bạn đường. Hiện tại, lực lượng khổng lồ này hoàn toàn là do hắn khống chế, đi theo phương hướng nào hoàn toàn dựa vào ý nguyện cá nhân và phẩm đức của người lãnh đạo tối cao. Nếu mình không ở đấy, ai sẽ khống chế nó đây? Nó sẽ đi theo phương hướng nào đây? Lực lượng khổng lồ như vậy không có sự chế ước và giám sát vốn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại Dương Lăng cần quyền uy tuyệt đối, không thể không ngầm thừa nhận hiện trạng thế này. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi sụp đổ. Nhanh chóng thành lập phạm vi thế lực khổng lồ phục vụ cho chính sách của hắn. Trong triều đình, Dương Lăng đấu trí đấu lực các phe phái, đó chẳng qua chỉ là sự tập trung thể hiện ở trung tâm quyền lực của các thế lực phe phái. Cho dù đánh bại bọn họ cũng không có nghĩa là thắng lợi sau cùng. Chính sách có thể thi hành hay không? Dưới tình trạng trước mắt, hệ thống quan liêu kém hiệu quả, tốc độ lưu thông tin tức chậm chạp, hoàn toàn dựa vào mức độ phục tùng của quan địa phương, bảo đảm bất di bất dịch này tiến hành theo ý nguyện của hắn, chính là nhờ vào thể lực nội sưởng làm đại biểu cho đoàn thể lợi ích kiểu mới. Hiện tại, nội sưởng sớm đã không còn là một cơ quan đặc vụ đơn giản thực hiện giám sát hành vi của bá quan nữa. Nếu mình không có ở đây, thanh đao sắc bén này rơi vào tay đối thủ, chẳng những phá hoại cuộc cải cách mà mình dốc hết tâm huyết mới thực hiện được, hơn nữa còn khiến cho quyền lực của đối phương lớn đến mức không thể khống chế. Cho nên trong thư Dương Lăng không ngại phiền phức mà nhắc đi nhắc lại Thành Khởi Vận về yêu cầu và phương pháp tiếp nhận lực lượng khổng lồ này. Ngô Kiệt là một lão nhân biết gìn giữ, ông không có sự quyết đoán để gánh vác trọng trách này, chỉ có thể giao cho Thành Khởi Vận. Vu Vĩnh, thần tài của nội sưởng, trên thực tế trước mắt y cũng là thủ lĩnh của một lực lượng thúc đẩy trong mạch máu kinh tế của thiên hạ Đại Minh. Quanh năm đều bôn ba bên ngoài, hầu như không lộ diện ở nội sưởng. Quả thật có nhiều chuyện làm ăn cần y, một nhị đáng đầu dưới trướng có rất nhiều kỳ tài kinh thương có thể dùng được, lại phải đích thân đi làm hay sao? Nội sưởng chiếu theo phương thức huấn luyện bộ đội đặc chủng để đào tạo ra những tinh anh, từng tốp được phái ra kinh sư. Hiện tại ngay cả Dương Nhất Thanh, người cùng tên với Trấn Soái Trấn Đại Đồng, cũng dần mai danh ẩn tính. Toàn bộ những người này đã đi đâu đây? Những hán tử máu lửa tận tâm trung thành với hắn như là Bành Kế Tổ, Lên Đắc Lộc, vì sao lần lượt được điều ra khỏi nội sưởng để bạt lên một đám người mới đây? Thành Khởi Vận một mình phát triển thế lực nội sưởng phía nam Trường Giang, nhưng điều vướng mắc lại là chiêu bài phát triển hải vận càng ngày càng rời xa nội sưởng. Thậm chí thế lực bên ngoài chính trị ở ngoài sáng của hắn, hắn đã bắt đầu âm thầm thành lập một lực lượng chính trị không để ai biết đến. Những việc này đều bắt đầu dần phát triển khoảng một năm trước, khi đại nạn của hắn đến gần. Dương Lăng làm suy yếu nội sưởng một cách có ý thức, khuyết giống nội sưởng khiến cho nó dần dần trở thành một cái xác không có gì. Các loại thế lực đều có sở hữu của riêng mình, thống nhất làm việc ở dưới lớp vỏ bọc nội sưởng này. Nhưng một khi mình không còn nữa, người lãnh đạo tối cao của những thế lực này có thể nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nội sưởng. Một vị công công nào đấy vui mừng hớn hở tiếp nhận nội sưởng, đều phát hiện nội sưởng mà y tiếp nhận so với Tây sưởng bị khinh bỉ của Miêu Quỷ còn đáng thương hơn, không còn lại gì cả, có thể còn phải thay nội sưởng trả tiền nợ, làm ăn lớn cho các vương hầu công khanh, hoàng thân quốc thích. Dương Lăng không muốn làm kiêu hùng, hành vi của hắn một khi bị tra ra, cơ hồ có thể bị xem là đại nghịch bất đạo.
nhưng hắn nhất định phải đảm bảo tâm huyết của mình đừng vì người mà suy tàn, ít nhất cũng phải giữ lại một mồi lửa để không thẹn với lương tâm mà thôi. Tác dụng quan trọng nhất của lá thư này giống như một chiếu truyền ngôi vậy. Nếu sống chết của một người là do số mệnh định đoạt, thì điều hắn quan tâm không phải là thành cái vận dưới lên cơn gió tanh mưa máu để báo thù cho mình, mà là nghĩ mọi biện pháp để đảm bảo đại kế quốc hưng thịnh hậu thế, tạo phúc vạn dân có thể tiến hành được. Đồng thời, hắn cũng biết rõ cá tính của Thành Khởi Vận. Nếu như biết mình bị người khác làm hại chỉ dựa vào lực lượng của nàng nắm giữ trong tay và trí tuệ, tâm kế cùng tâm tính độc ác của nàng cũng đủ để gây nên sự nguy hại khó thể tưởng tượng được. Sự báo thù của nàng e rằng không thể chỉ dùng chữ độc ác, tàn nhẫn để mà hình dung. Chỉ sợ rất nhiều người vô tội cũng sẽ bị trở thành mục tiêu chút giận của nàng. Dương Lăng giao quyền lợi và di nguyện lớn nhất như vậy cho nàng đảm nhận chính là đè lên đôi vai của nàng một trách nhiệm, cũng khiến cho nàng phải kinh rẻ. Cho dù có muốn bất chấp tất cả mà báo thù, giết cho thoải mái, thì vẫn vì đại kế của người trong lòng mà ẩn nhẫn, lấy lại cục làm trọng. Thế thì tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của Thành Khởi Vận. Cho nên kế hoạch bước đầu tiên trong túi gấm của Dương Lăng là di hồn, rời cái hồn của nội sưởng đi, yêu cầu Thành Khởi Vận mau chóng tiếp nhận, khống chế nó lại. Còn kế hoạch bước thứ hai của hắn là, nếu như Thành Khởi Vận đang thi hành kế hoạch bước thứ hai, vậy thì sẽ không dùng thủ đoạn ôn hòa như thế nữa, cũng sẽ không chỉ đối phó với một mình Lưu Cẩn. Nghĩ đến đây, cuối cùng Dương Lăng cũng yên lòng. Cửa thành đã ở trước mắt, tuy rằng gấp gáp chạy một mạch vào cung, tứ chi đều đau nhức vô cùng, nhưng hắn vẫn giữ vững tinh thần, ưỡn thẳng cái hông muốn rụng rời. Trong thành Bắc Kinh đã rất loạn, bách tính trong kinh thành hô nhau đình công. Trên đường, các vị quan viên bị áp giải đến nhà lao hình bộ, bách tính còn đưa cơm, đưa trà, xem bọn họ như đại anh hùng kháng Lưu Cẩn. Mà những thư sinh của Hàn Lâm Viện, Đại học Viện thì chặn đường, thề chết không để cho bọn họ đi qua. Một quán nhỏ bên đường, cả nhà chủ quán gặp phải thắt đát ở Đại Đồng hồi mùa đông rồi chạy nạn vào kinh, may nhờ Dương Lăng phát cháo, tặng y phục mới sống đến bây giờ. Nghe nói đại ân công đã chết, lão đầu cảm kích biết ơn, thỉnh người viết đôi liễn, vạn gia sinh Phật âm dung nguyện tại. Giấy bay lất phất, dịch nghĩa có nghĩa là Phật sống của môn nhà, dung mạo giọng nói như vẫn còn đây. Những quan viên bị khi nhục, nhìn thấy những chữ lớn, ân công uy võ hầu gia Dương Đại Nhân ở giữa, đột nhiên nghĩ đến bản thân những người này suốt ngày đối nghịch với Dương Lăng, suốt ngày mắng hắn, lòng muông dạ thú. Mắng thì đã mắng rồi, tố thì cũng đã tố rồi, thế nhưng Dương Lăng đã từng ức hiếp ai chưa? Nghe nói hắn đã chết, bản thân những người này còn tú nam, tụ ba, vui mừng, chúc mừng lẫn nhau. Sao lại quên mất Lưu Cẩn đang chịu lép vế trong hoàng cung? Không phải là sợ những người này, mà chính là vì có Dương Lăng khắc chế lão. Hiện tại Dương Lăng đã chết rồi, nanh vuốt của Lưu Cẩn cũng lộ ra, đến tam đại học sĩ cũng im lặng như ve sầu ngày đông. Trong thiên hạ còn ai có thể khắc chế được lão nữa đây? Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà nhìn đi. Kiều đại nhân của Hàn Lâm Viện kêu lên một tiếng bi thương, bị một cẩm y vệ đánh một roi mắng lớn. Lão già này, lão la hét cái gì vậy? Kiều đại nhân giận dữ nói, Người dám đánh ta sao? Vì sao lão tử không dám chứ? Đám thái học sinh ở đối diện giận dữ muốn xông tới cứu người, thế nhưng lại bị cẩm y vệ và nha sai hình bộ chạy đến ngăn cản gắt gao. Tên cẩm y vệ nọ lại vung roi lên hung hăng đánh Kiều lão phu tử. Thì đúng lúc này, một thanh niên từ trong đám người chui vào, hai tay đưa ra đẩy hai cẩm y vệ ra ngoài. Một người thanh niên khác cùng hai người đàn ông cường tráng bước nhanh tới đoạt lấy cây roi trong tay của gã. Cẩm y vệ giận dữ, còn mẹ nó chứ, dám ngăn cản ông đây làm việc, người muốn sống nữa hay không đấy? Người nọ đứng thẳng mỉm cười cũng không lên tiếng. Một người bên cạnh lại cao giọng quát, to gan, đề đốc nội sướng, uy võ hầu gia Dương đại nhân ở đây, ai dám làm càn? Con phố nơi ngã tư sục sôi trước tiếng quát này lại yên lặng trong khoảnh khắc. Kiều lão phu tử day day đôi mắt đã hoa lên của ông đi tới trước, chỉ thấy dưới tờ giấy âm dung nguyện tại, bộ dáng cười mỉm chi đó chẳng phải là dáng vẻ của văn thành võ đức uy quốc công hay sao? Những lão bách tính đưa cơm đưa thức ăn cho văn võ bá quan, những Hàn Lâm viện sĩ và thái học sinh đứng chặn đường, cẩm y vệ sai dịch của hình bộ, còn có những quan viên bị vây quanh, toàn bộ đều nhìn về phía Dương Lăng. Phía trước Dương Lăng có một thân hình trắng kiện rắn chắc như một con gấu, gần như che khuất cả hắn. Lưu Đại Bổng Trùy vuốt chỏm râu đứng giữa con đường, trước tiên vái chào xung quanh rồi cao giọng nói, các vị đại nhân, các vị hương thân phụ lão. May là y không đứng trên Bắc Kinh Thiên Kiều, bằng không có lẽ sẽ nói rằng ai có tiền thì đến mua, còn không có tiền thì đến cho náo nhiệt nào. Đại Bổng Trùy ưỡn ngực ưỡn bụng, vẫn chưa dùng giọng điệu truyền cảm kể lại truyền kỳ
Dương đại nhân cắt nhân thiên tướng chết đi sống lại, thì các quan viên đã nhất tề xông lên chen chúc đến bên cạnh của y. Lưu đại bổng chùy gãi đầu lầm bầm mà nói. Làm cái gì vậy chứ? Mấy cái người này, ta về đến nhà vừa thay một bộ quần áo tinh tươm xong, ai lại chơi thất đức làm quần áo ta rồi? Này, ta nói cái vị đại nhân kia, này, ngài chen chúc thì chả sao, sao lại ném cái dầu cháo quẩy như vậy? Không ai để ý đến y, có lẽ những quan viên này về đến nhà, khi bình tĩnh lại, ngày hôm sau gặp mặt Dương Lăng vẫn mang một bộ dạng thanh cao kiêu ngạo. Nhưng khi bọn họ chịu đủ mọi nhục nhã, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, trong lúc đấy trụ cột trong suy nghĩ của bọn họ, ba vị đại học sĩ, không ngờ lại không có suy nghĩ gì, không có hành động gì, thì Dương Lăng đột nhiên xuất hiện, thật sự khiến cho bọn họ vui mừng như điên. Bọn họ không sợ bị giam vào ngục, nhưng bọn họ không cam tâm để cho một tên hoạn quan làm nhục mình như vậy. Trong lòng bọn họ, hoạn quan cũng xem là người hay sao? Ta không trị được ngươi, nhưng người có thể trị được ngươi đã đến, trời xanh có mắt mà. Trong số bọn họ, những người thuộc phái của Dương Lăng xông lên trước tiên. Những người này đương nhiên mừng rỡ như điên, còn những người cho dù không có hảo cảm đối với Dương Lăng cũng hân hoan chen chúc. Dù những người này không thích Dương Lăng, chỉ xem hắn như một công cụ để công kích Lưu Cẩn, đó cũng là điều khiến cho họ vui khi hắn xuất hiện. Trong những quan viên này đương nhiên cũng có không ít người vì công danh lợi lộc đầu phục Lưu Cẩn. Bọn họ cũng biết Lưu Cẩn không tiện miễn xá cho riêng bọn họ, nên cũng không có ý định oán hận đối với Lưu Cẩn. Lúc này bọn họ thấy bá quan hoan nghênh đón tiếp Dương Lăng, trong lòng không khỏi bất an. Chỗ dựa của mình không phải là đại thụ che trời độc nhất vô nhị trong triều đình, không chỉ có người trong quan trường mới nhìn rõ, cả lão bách tính cũng không ngốc. Trẻ con hay hát bài đồng dao rằng trong Lưu Cẩn ngoài Dương Lăng hai đại quan cùng nhau sống mái. Sự nghiệp thiên thu của đương kim hoàng thượng đều phải nhờ vào hai cây đại thụ này. Lưu Cẩn thì không đắc tội được, nhưng Dương Lăng cũng càng không thể đắc tội. Xem ra con đường sau này phải đi như thế nào vẫn phải cẩn thận rất nhiều. Ngô Hán Siêu toát đầy mồ hôi hột. Nếu có người thừa lúc hỗn loạn cho đại nhân một đao cũng không biết ai làm. Những người chen tới đều là quan viên trong triều, quan viên có thể thượng triều kiến giá, nào có ai quá thấp kém. Y cũng không thể kiên quyết đuổi người ta đi được. Dương Lăng cũng không ngờ phản ứng của bá quan lại mãnh liệt như vậy, liền vội vàng trả lời với mấy người. Dương Lăng giơ hai tay lên cao, to giọng nói: Các vị đại nhân, bổn quan vừa hồi kinh chưa được một canh giờ. Nói một câu thật lòng với chư vị lão đại nhân vậy, mấy ngày nay tại hạ vẫn chưa ngủ được một giấc ngon lành, chưa ăn được một miếng cơm canh nóng nào cả. Nghe nói trong kinh xảy ra chuyện, liền vội vã chạy đến đây. Bổn quan còn muốn lập tức đi gặp hoàng thượng, các vị đại nhân. Nói đến đây, hắn cũng do dự. Hắn nghe tin liền gấp rút chạy đến, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tống bá quan vào ngục có phải là ý chỉ do hoàng thượng ban ra hay không, hắn cũng không biết được từng tận. Tuy nói, nếu như hắn đi đến chỗ hoàng thượng, nói rõ sự tình, 100% có thể xin được một lệnh ân xá. Thế nhưng hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ, tự mình làm chủ như vậy thì không có đạo nghĩa cho lắm. Hắn vừa thoáng do dự thì Lý Đông Dương ở phía sau đã nhìn ra. Ba người gồm lão cùng Dương Đình Hòa và Tư Phương muốn về nhà lại không cam lòng, muốn cứu người lại không ra lệnh được cho Thạch Văn Nghĩa, đành phải mũi mặt đi theo phía sau. Bá quan đi bộ, ba người cũng không tiện ngồi kiệu. Lão và Tư Phương đều đã lớn tuổi, cuối cùng vẫn nhờ Dương Đình Hòa mỗi tay đỡ lấy một người. Ba nội các đại học sĩ thấy đám người của Hàn Lâm Viện và Thái học sinh ra mặt ngăn cản, liền nấp phía sau không lộ diện, hy vọng những nho sinh này có thể gây nên chút ảnh hưởng. Nhưng không có mệnh lệnh của Lưu Cẩn, tuy Thạch Văn Nghĩa không dám nghênh ngang nhiên động thủ đánh người, nhưng lại càng không dám tùy tiện thả người. Đang giằng xé thì Dương Lăng đến. Vừa thấy Dương Lăng vừa ngưng nói, Lý Đông Dương biết cơ hội đã đến, lập tức giãy ra khỏi tay của Dương Đình Hòa, kêu to một tiếng: Dương đại nhân, ngài suýt nữa là giết chết lão phu rồi, ông trời thật sự là có mắt mà. Lời nói của tam triều nguyên lão Lý Đông Dương không ai hiểu, văn võ bá quan lập tức yên lặng. Kiều lão phu tử liếc nhìn một cái thầm nghĩ: đây chẳng phải là những lời ta vừa nói hay sao? Lý đại nhân nói vậy là Lý đại nhân không có lỗi đời như vậy chứ, sao còn khiến người khác khó chịu hơn cả ta vậy? Chỉ thấy Lý Đông Dương mặt mày hớn hở, mắt không liếc ngang, đi tới nắm lấy tay của Dương Lăng. Nếu như lúc này lại thêm nước mắt tuôn rơi nữa thì hiệu quả càng tốt hơn, nhưng lão không khóc. Dương đại nhân, nghe tin dữ, lão phu không khỏi đau buồn. Mấy ngày này cứ mãi thương tiếc trời cao đố kỵ anh tài, nước mất đi một bậc lương đống. Hoàng thượng bi thương không thôi, long thể bất an. Mấy ngày nay người lâm triều nghe chính sự đều chịu ảnh hưởng rất lớn.
Dương đại nhân nên lập tức báo tin tốt này cho hoàng thượng, để hoàng thượng khỏi phải tổn hại thân thể kìa. Sao? Đại học sĩ nói rất đúng, bổn quan phải ngay lập tức đi gặp hoàng thượng. Thế nhưng ở đây... Ở đây sao? Chư vị đại nhân, xin hãy nghe lão phu nói một lời. Lý Đông Dương xoay người, đối mặt với bá quan tươi cười nói: Ê, lão phu hiểu, việc Dương đại nhân chết đi sống lại, chư vị đồng liêu đều cảm thấy vui cho Dương đại nhân. Việc này một là gặp vua mới là đại sự hàng đầu, thứ hai là Dương đại nhân bôn ba dặm đường, mệt nhọc không chịu nổi, đêm nay cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Chư vị đại nhân muốn hỏi thăm Dương đại nhân, có thể trò chuyện một phen trước lúc lâm chiều ngày mai, hoặc là đến nhà bái phòng cũng được. Nơi này là phố xá sầm uất, làm tắc nghẽn lưu thông, người đi đường không tiện, cũng không cho nho nhã cho lắm đâu. Mọi người đừng dây dưa làm mất thời gian của Dương đại nhân nữa đi, tản ra hết đi. Tản ra đi thì không thành vấn đề, nhưng tản ra hết đi lại cần phải bàn nhiều. Dù Lý Đông Dương không cố ý nhấn giọng, mọi người cũng đều đã hiểu. Người đọc sách đều là quỷ đạo, mọt sách sao? Người đọc sách có thể làm quan thì chẳng một ai là con mọt sách thật sự cả. Văn võ bá quan hiểu ý, lập tức chắp tay nói: Dương đại nhân vất vả, chúng ta ngày mai lại gặp, cáo từ. Ồ, hầu gia muốn đi gặp hoàng thượng sao? Ây da, vậy hạ quan không dám trì hoãn thời gian của hầu gia nữa vậy. Mời ngài, hạ quan cáo từ. Còn mấy kẻ vuốt mông ngựa lại trực tiếp hô lớn: Cung tiễn uy quốc công, cung tiễn uy quốc công. Kết quả là uy quốc công vẫn chưa nhúc nhích, bọn họ đã lẻn đi trước. Ây da, trời hại chết ta rồi. Thạch Văn Nghĩa hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy đêm nay thật ứng với câu tan tác chim muông rồi. Bổ phục của văn võ bá quan không phải thêu cầm thì cũng là thú, hô một tiếng thôi, đám cầm thú này liền tản đi. Đám cầm y vệ này ai mà không biết sự lợi hại của Dương đốc công đây, hơn nữa bọn họ có tai mắt tinh thông ở trong cung, ai ai cũng biết hoàng thượng để tang cho Dương để đốc. Thạch Văn không lên tiếng, bọn họ giả hồ đồ trơ mắt nhìn văn võ bá quan chạy đi mất dạng. Dương Đình Hòa đứng bên cạnh một hồi lại ho khan một hồi, rồi lại xua tay giống như đang đuổi muỗi, ra hiệu cho đồng liêu của Thái Học Viện và Hàn Lâm Viện đi khẩn trương. Những người này đều là do y phái người gọi đến, bản thân y xuất thân từ chiêm sự phường của Hàn Lâm Viện, từng làm thái tử thị giảng, có thể nói Hàn Lâm Viện là địa bàn của y. Hiện tại đại bộ phận đô sát viện đã rơi vào trong tay của Lưu Cẩn, chỉ còn lại Hàn Lâm Viện là y vẫn giữ được một nửa giang sơn. Hóa ra là do viện chính Thái Học Viện và trưởng viện học viện Hàn Lâm Viện đều cận thị, nên Dương Đình Hòa ra giấu nửa ngày trời, hai vị lão nhân này đều ngẩn người không nhìn ra, khiến cho Dương Đình Hòa hận đến phải trực tiếp đi sang quát: Văn võ bá quan đều đã đi cả rồi, các ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Còn không đi, coi chừng bổn quan buộc tội các ngươi tụ tập gây sự bây giờ. Kỳ thực những người này đang chờ y ra hiệu, hiện tại ra hiệu dễ hiểu như thế, heo cũng hiểu được, còn không đi hay sao? Ngay tức khắc bọn họ liền giống như thủy triều đến rất nhanh, rút cũng nhanh hơn, cũng đều tản đi hết cả. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 146 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.